Hello anh em và chào mừng quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Stickua Legacy nhé. Và nếu như nào chúng ta hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu như các bạn chưa like mà chúng ta sẽ cần nhớ nhất của tựa game đó chính là Stickua Legacy. Anh em đừng quên là click quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình thêm động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa like nhé. Chúng ta sẽ vào thế nào? Let's go. Anh em có thể qua channel thứ hai của mình là channel Nguyễn Thành ở đây để xem thêm những cái video mới nhất nha. Các bạn hãy xem. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Let's go. Stickua Legacy. Hôm nay trận chung kết của chúng ta đang là trận thứ bao nhiêu nhỉ? À, hôm qua đấu chung kết rồi. Hôm nay mình sẽ chơi trận cực khó nha. Và mình sẽ chơi với đại gia. Làm đầy một túi vàng sẽ cho 10% thưởng vàng túi. Nói chung là cái này sẽ đào nhiều vàng hơn anh em ạ. Mình ít khi mình dùng cái con đào vàng này lắm. Nhưng hôm nay là mình sẽ đặc biệt sử dụng. Dĩ nhiên chúng ta sẽ sẵn sàng. Trời ơi, không. Mình sẽ đổi trang phục của mấy nhân vật mình trước. Con này sẽ sang là chính là mắt cà rồng. Con này sẽ là dũng nham. Con này sẽ là người xương. Con này sẽ là băng. Con này sẽ là kiếm. Con này kiếm mắc ca rồng, con này là kiếm lá. Ok, đã xong anh em ơi. Trận đầu tiên là sẽ nâng cấp kiểu gì mình quên mất là không xem nó sẽ như thế nào rồi. Như là con này thì phải. Chính xác là con này. Chúng ta sẽ được thưởng rất... À không phải à? Ờ đúng chính xác. Ơ chết nhầm. Có rất là nhiều quân lên anh em ạ. Mình quên mất là như thế này. Archer, fire! Mình khá là tỉnh táo khi sử dụng đoàn kiếm chém của mình. Nó không cho nó đào quá nhiều vàng. Nó ui kìa, nó vẫn chém kìa. Nhờ thật sự luôn. Lùi về. Mình đào vàng nhanh hơn một xíu. Cho nó mấy thằng đào vàng đấy anh em. Cho nó mấy thằng đào vàng đấy. Mình không quá là quan tâm lắm, quá là cần thiết lắm. Đào nhanh hơn anh em. Chúng ta sẽ vẫn có cần là quân đội bảo vệ ở trên này. Defend. Cho nó đào vàng tí đúng không? Cho nó gọi là sống sót một tí. Không vấn đề gì cả. Đào nhanh đi nào. Người anh em của tôi. Kìa nó lên kìa, nó lên kìa. Mày nhờn à? Mày nhờn. Mày đào vàng này. Lùi về. Vàng đi anh em. Archer. Khổng lồ mình có rồi. Wow, Spartan anh em. Archer. Defend. Chưa hết đào vàng của nó. May nhá, may mà không hết đào vàng của nó. Đã đào xong chưa? Quay về. Đã full cái vàng chưa mà quay về. Quay đi. Đấy đi. Ôi, cút kìa, lên. Nó khổng lồ thì không sợ được. Chà, defend 2k3. Cái quân đào vàng này tiếp tục ra đây rồi. Đào nhanh hơn đi anh em. Nhiều quá. Nó còn chẳng dám lên nữa cơ. Vẫn lên kìa anh em. Ui. Để cho chết mất đào vàng đi. Quân đi. Mày nhờn này. Tấn công. Láo thật sự luôn. Cái này láo thật sự mình phải giết nó anh em ạ. Ta phải giết nó. Chạy rồi. Mình không muốn giết cái con đào vàng của nó đâu. Nhưng mà nó chọn cái chết. Cái chết này mình không còn cái nào khác cả. Phải đè cho nó chết. Okay.
ta đang đợi quân nó lên rồi để giết nó anh em ạ. Có lẽ mình sẽ tấn công trực tiếp vào nhà nó đi anh em ơi. Nó có đến là bún khổng lồ to như thế này ở đây rồi, không sợ đâu, chắc chắn luôn. Công đấy anh em. Rồi, để đập nát cái nhà chính nó ra. 2123 200 này. Bây giờ sẽ đập nát cái nhà nó ra thôi. Ây chà chà. Thủ ngay quân đâu rồi? 1300, 1200 này. Ngay đây nào, đây nào, đây nào. Nó làm gì có quân dự phòng. À vẫn có anh em ạ. Có một lực lượng phòng vệ riêng ạ. Nhưng mà toàn là bọn kiếm chém thôi. Nhìn khá là yếu. Đã thấy được. Ok, đã xong. Rồi chúng ta đập nát cái nhà của nó ra. Đã xong rồi anh em. Yes, yes, yes. Rồi chúng ta sẽ ấn tiếp tục đi. Game gì đây? Tải đấy không? Nhìn thay lách cả đạn luôn. Nhau dã man con ngà đấy. Shadow Update Darkness RPG. Nhìn đẹp nhỉ. Shadow Update Darkness không có đi cài nhưng mà cuối cùng xong cũng không cài. Không hiểu tại sao không cài luôn, game hay quá. Rồi chúng ta sẽ tới vòng thứ hai. Bạn được tặng vàng sau 60 giây. Quân lực cực kỳ là mạnh. Nâng cấp lên, nâng cấp hết những cái con mà mình hay đánh lên. Khung nề, rồi tặng vàng sau 60 giây, Spartan. Nâng cấp cho đảo vàng lên. Một khi nó đã rất là mạnh như thế này thì cũng không cần thiết là phải mua thêm mua thêm ít đào vàng thì nó sẽ là hợp lý hơn. Thế này thì không có đào vàng rồi. Này là không có đào vàng chứ. Giờ dã man rồi. Ai chả Spartan nó có mua lính đào vàng không nhỉ? Không ạ, không mua đào vàng một chút nào luôn. Thế để lên đường này anh em. Lên đường nào. Archidon fire. Có sao cho nó đông thích nhỉ? Đông vãi cả lồng anh em ạ. Mình sẽ gọi lực lượng. Mình không có quân đấy à? Không có. Đây, không có một lính này. Lính nó đông quá. Không phải mua này. Một, hai, ba. Chúng ta nhau. Lần này không cần vàng đấy nhau. Lần này không cần vàng đâu. Ok. Có đào vàng không nhỉ? Không thể đào vàng. Không thể nào bàn đâu. Trừ thì bắn đây. Bắn thì bắn đây. Ok. Đừng đánh nhau luôn. Quá nhiều hồi máu. Quá nhiều cung nền. Chúng ta mang ra đi nhé. Màn này là màn không có đào vàng. Quân rồi. Hủy diệt cả cái thế giới này. Hủy diệt cả thế giới. Cho anh em xem. Archidon fire. Kìa bá đạo luôn. So epic. Nào, mình đã tấn công thẳng vào quân địch anh em ơi. Đông thế. Nhiều thế. Đông tè le. Đông vãi cả đạo. Tập cú phát này. Tập phát nào. Tập hai phát này. Chết mày đi. Bây giờ mình sẽ kéo quân mình lên nha. Bây giờ mình sẽ mang quân mình lên. Đổ bộ. Lên nào, lên nào. Ui. Chắc lần này sẽ thắng rồi. Không mua thêm nữa này. Không mua thêm này. Không mua thêm được thằng cung của thằng Spartan nữa thôi là đủ rồi.
Còn sót lại bao nhiêu đưa lên. Và rồi chúng ta sẽ đưa mình nhé. Xin chào và gặp lại anh em nhé. Bye bye.